Buổi trưa nay Đồng Hải đi đăng video về thì đi qua khu rừng này thì mình thấy có một số cây măng. Thế là thôi thì mình sẽ đi chặt về để lấy rau ăn, bởi vì bây giờ đường xuống núi cũng không xuống được. Rau cỏ trên này nó khan hiếm. Tí nữa mình sẽ đi tìm cả măng nứa nữa. Bây giờ mưa bắt đầu có mùa măng nứa rồi. Đây là cây măng đắng này. Cây măng đắng đợt nọ thì sẵn lắm nhưng bây giờ thì quá hiếm. Bây giờ mình sẽ chặt đã. Cái măng dừa là quý lắm này. Mấy nọ thì măng này vứt đầy. Trên này mình còn thấy có cây nữa kìa. Đây này. À đây, lại có cây nữa đây rồi. Chắc chắn là sẽ được một bữa. Măng đắng mùa này mình bóc bỏ cái lõi đi, ăn cái lá với cả cái lớp cật thôi thì cũng rất là ngon mọi người ạ. Bây giờ nó hiếm nên ăn lại rất là ngon. Chứ măng đầu mùa ấy, măng này họ cũng bán đến 70-80 nghìn một cân cả vỏ ấy. Bây giờ thì không có nữa. Đấy, bây giờ thì mót này. Hai em. Tìm thế nào quanh đây xem. À đây, một em rất là to. Quá tuyệt vời luôn. Hôm nay mình gặp may rồi. Đấy, một em này khổng lồ, bây giờ gọi là khổng lồ được rồi. Chưa kịp đem quẩy tấu đi. Đấy, mọi người thấy không? Cái măng này ngon thế. Đợt giữa vụ thì nó không là cái gì. Nhưng bây giờ thì nó hiếm. Rất là quý. Hôm nay ở trên này lại đông người nữa, đâm rồi. Ôi chết rồi. Đấy, rồi không sao. Ăn cái non rồi. Ba em. Tìm quen đây xem nào. Chỗ này nó ẩm ẩm, may ra còn sót. Còn ở trên đùi là hết rồi. Trên kia thì mình còn nhìn thấy có một hai em nữa. À, trên này ổn rồi. Nó nhỏ tí thôi nhưng mà cũng rất là ngon. Nhỏ một tí cũng lấy. Đấy. Nói chung là còn nhìn thấy nó mọc thì là còn tốt. Trước đây thì nó nhiều lắm nhưng mà bây giờ nó cuối vụ rồi, nó không còn nữa. Rất là hiếm. À, bên này có một em hơi cao mà cũng được rồi. Rất là ổn. Mình chỉ bóc mỗi lấy cái lá thôi mà. Không ăn cái thân đâu. Ôi, kia kia nữa. Cái này chắc phải về lấy quẩy tấu rồi. Tuyệt vời đấy. Này là mình bội thu rồi. Bên này em nữa đây. Bội thu. Nay mình không có định đi lấy măng giờ này đâu. Định đi lấy măng nứa cơ. Nhưng mà đi đăng phim về lại nhìn thấy, lúc đi thì nhìn thấy có một em, hai em. Không ngờ lại còn vớ được tương đối nhiều. Chứng tỏ là khu này vẫn khả thi, vẫn tìm được. Mình bỏ đây đã để mình đi tìm đã. Tìm được nhiều thì mình mới lấy quẩy tấu mình đựng. Không gọi cho xinh ra. Ô, tuyệt vời, đây mấy thằng. Quá tuyệt vời luôn. Ô, nhiều. Nhiều. Rồi mình về lấy quẩy tấu đã, lấy cuốc đã. Bây giờ mình bắt đầu thu hoạch măng. Thu hoạch
dần dần lấy một quẩy tấu. Một, vào đây. Rậm rạp tí nhưng mà mang chất lượng cao. Em này bé thôi. Ô, em này đang nhú. Ôi. Cuốc. Cái cuốc cuốc kìa. Quá ngon luôn. Một thằng me me. Một thằng lò lò. Đấy, cái này mới ngon. Cái này mới là tuyệt vời. Bây giờ đào măng mới là giá trị. Đấy, ngon thế. Bằng ươm. Đây là con em nào không? Không còn được. Đấy, em bằng này. Ngon thế. Bây giờ đây gọi là ngon, quá ngon rồi. Ây, ây. Vào đây. Vào đây, em mè mè đâu. Vào đây. Vào đây. Rồi, mình đi xuống dưới đã. Đây, một em nữa đây. Em nữa đây. Em vào trong quẩy tấu. Vào quẩy tấu. Mình nhìn kỹ không thì nó sót ngay, bởi vì cỏ rậm rất khó phát hiện. Cái này đẹp thế này mà lại không thấy em nào. Được, trong này. Trong này đây mình đã phát hiện rồi. Đã chặt rồi. Me me này. Me me cũng là quẩy tấu. Này cũng me me. Mẹ mẹ cũng vào quẩy tấu. Đây, nhìn kỹ thì mới thấy nha mọi người ạ. Không nhìn kỹ là bỏ sót ngay. Mùa này nó không như mùa kia nữa. Mùa này là nó mọc rất là thưa. Đây, cái chỗ này lúc nãy mình đã thu hoạch được mấy cây ở đây. Đấy, mấy em đây. Rất là ngon. Tuyệt vời luôn. Bây giờ thế này là tuyệt vời rồi. Đợt nọ thì măng này không ai lấy đâu. Nhà măng này giờ 50.000 một cân không có. Mình sẽ tiếp tục đi xuống dưới này. Thế này mình đã thấy xuất hiện mấy em đây rồi. Rất tuyệt vời luôn. 2-3 em liền. Không to lắm nhưng mà cũng không nhỏ. Đấy. Không phải là loại tồi. Hai thằng này. Mày chạy đi đâu?
ngoài vào trong quẩy tấu. Đấy. Siêu nhân đạo măng. Đấy. Đấy. Để tìm tiếp. Bên này có em nữa. Thằng này một thằng đại cô Việt. Đại cô Việt luôn. Xứng danh anh hùng. Xứng danh anh hùng. Ôi này không phát hiện ra mấy hôm nữa nó cao lên là phí. Cái này đang tập ngon. Nhiều lá lắm. Mình chỉ bóc lấy lá thôi. Nào, mình đi tìm tiếp. À đây, ôi. Đúng là gặp mùa rồi. Chính thức là gặp may. Đúng mùa. Ê, đúng một quẩy tấu. Quẩy tấu không hết, lần này không thể lấy măng nứa nữa. Nứa mai lấy. Chết rồi. Tế quá. Đi. Các bạn rộng ngon. Con em nào đến nữa không? Xuất hiện luôn đi. Không đơn giản đâu mọi người ạ. Nó mặc từng chỗ nó có. Chỗ nó không. Mà chắc chắn là mình đã được lưng quẩy tấu rồi. Đây, em này bé bé, bé cũng được. Hai em. Một thằng. Một thằng này. Thằng này nữa, ôi, thằng kia nữa. Ba thằng. Quá ổn à. Thằng này mới đang nhú. Đang nhú này. Ô bên này có thằng ác liệt đây. Trong rào này. Mày đi mày trốn thoát tao à. Đấy. Xuất. Rất là ngon. Bên kia có em nữa. Hai em. Ui, này. Này thoải mái. Thoải mái. Ôi, mấy đứa em liền. Nhiều lắm. Ôi nhiều lắm, phải lấy cuốc rồi. Một thằng. Hai thằng. Ừ.
3 thằng. Một quỷ gấu. Thằng nào nữa không? Xuất hiện đi. Xuất hiện lên đi. Đây, một thằng rất là to. Này, chết với cụ. Đây mọi người nhìn này. Đấy, bây giờ này là to lắm rồi. Đây. Chiến em nó. Đây có hai em. Ba em. Đây, lại phải lấy đồ ở đây để đựng rồi. Một thằng. Hai thằng. Thằng thứ ba. Không thể đào. Đá phát. Đây đã. Tí nữa nhặt xong. Đây nữa. Ngay đây một em. Rất ngon lành. Cành đào. Đang đi lại thấy bọn em to đùng thế này. Rất là ngon lành. Chiến luôn. Úp. Xong. Bây giờ mình đi lấy quẩy tấu mình gùi đã. Gùi vừa đây gùi thôi. Hôm nay có thể đem về bán được 50.000 một cân. Mình lại thành thợ đi đào mang bán. Thằng này làm im thế. Hết rau rồi, em có lấy măng không? Ôi giời, thằng này còn trốn ở đây nữa. Bây giờ mới thò đầu lên á. Bé quá. Tí. Tương đối. Bây giờ còn một mớ nữa. Đây, còn mớ đây.
dạ. Một gùi, một yến rồi. 500 nghìn à? Làm kinh tế dễ hết. Chẳng nhẽ xuống đây lại không có. Xấu tính thế, xuống dưới thấp này nó lại phải có nhiều chứ. Bé tí này thế à? Cũng được một em. Điện này em nữa. Cái này không được to lắm. Mình chuyển hướng. Ở đây thấy cũng có nhưng mà có vẻ hơi nhỏ nhỏ. Không biết có nên lấy không? Thử xem nào. Nhỏ quá. Rất là ngon. Rất là ngon. Đây nữa. Nhiều thế, 4-5 em một chỗ. Đấy. Nhoàn phát được từng này mọi người ạ. Cũng tương đối chứ, không phải kém đâu. Chắc tìm tí nữa thôi, xong là về thôi, nhiều quá rồi. Để hôm khác lấy. Chỗ này cũng có nhưng mà không được to lắm. Rất là ngon. Rất là ngon. Hơi nhỏ một tí nhưng mà ngon.
Để mình sẽ tiếp tục tìm tiếp chỗ này một đoạn nữa. Đây lại có một em to rồi. Đấy, hai em. Và mình lại lạc vào vương quốc măng rồi mọi người ạ. Không muốn ra nữa rồi. Một thằng me me. Này nữa. Hai thằng. Ba thằng. Đấy, tiếp thằng này nữa. Bốn thằng. Đâu hình như còn thằng nữa đâu kìa. Kìa thằng dưới nữa. Năm thằng. Chính đời luôn. Ôi lên trên kia, ở kia rồi, cạnh đây thằng đấy. Tí nữa được cái lần nữa. Nhiều quá rồi nhưng mà vẫn thích đào. Chắc có lẽ đi một tí này nữa thôi. Lấy nhiều quá, hẳn nó héo. Chắc xuống đây cũng hết rồi. Cẩn xuống dưới kia nữa kìa. Thôi dưới kia thì thôi. Tha cho nó. Đây mọi người ạ. Vừa đi nhặt nhạnh thêm tí nữa. Đầy quầy tấu rồi. Cái này chết giờ. Này bán nó không hết. Còn một đống này nữa này. Này, ăn đau mồm vì măng rồi. Mấy ông cứ thèm. Này, không thèm lấy măng nữa nữa. Ngày mai mới lấy măng nữa. Các bạn ạ, con đường mình đi lấy măng này cũng tương đối là gian truân chứ không phải đơn giản đâu. Cứ đừng nghĩ là lấy được cây măng nó là dễ. Cũng phải đổ ra rất nhiều mồ hôi. Đi suốt từ dưới kia, rừng măng dưới kia. Vòng treo qua cái đồi đốt cháy đây. Nên nương ngô nhà cháu xính. Đây chính là cái con đường cũ. Ngày xưa đi qua gần cái khu mộ của người Mông mà Đồng Hải đã đào đường tránh lên phía trên kia rồi đấy. Đấy, ngày xưa con đường cũ ở đây. Đây giờ cũng có mọc tương đối nhiều cây măng nhỏ. Nhưng mà thôi, mình không lấy nữa. Này quá đủ ăn. Nó thật sự là có đến 50-60 nghìn một cân măng mà để đi đổi lấy công sức để đi lấy để bán thì không bỏ hay nào. Bởi vì từ tận dưới bản dưới kia đi lên đây đã hết bao nhiêu tiền xăng mà mưa trơn này không đi được nữa. Đây còn may ra thì lấy được, có khi là không lấy được. Mình ở đây gần thì mình có thể mình tiện mình đi lấy về để ăn. Đấy. Đây vẫn còn cây măng mà. Thôi, không lấy nữa. Nặng rồi.
Thì có mấy cái măng ngon quá, đành là phải lấy, không thể cưỡng lại được. Bởi vì cái này để mấy hôm nó dậy nó cao lên thì nó mất ngon. Đấy, ngon không? Con này nữa đấy. Này không lấy thì còn lấy cái gì nữa. Mình đã định thôi rồi nhưng mà thấy nó ngon quá. Lại ngó xem. Cẩn thận là ngon. Yến nốt. Đây các bạn ạ, sản phẩm buổi trưa nay của Đồng Hải đây. Đấy. Chơi cái lúc buổi trưa mà chơi được lúc thường này. Chỗ này phải được mười mấy cân. 50.000 một cân là chỗ này là cũng có chuyện rồi đây. Nhưng mà thôi không thèm bán. Để mấy chú cháu ăn thôi. Mang cuối vụ này rất là hiếm, rất là quý. Những cây măng siêu to khổng lồ. Đấy, thật sự xính còn phải ngại và không hiểu chú Hải lấy sao mà giỏi thế. Liệu xính như lấy được cái này không? Hả? Chắc là không lấy nổi đâu nhỉ. Chú Hải may thôi, may lọt vào được cái vùng. Đấy, coi như là mấy cả mình cũng chịu khó lần mò xuống tận dưới kia. Chứ còn nếu không thì cũng không lấy. Sao? Ra gần đến lán bọn kia kìa. Đấy. Nó lại bên trên, nó không để ý. Chứ nếu nó biết thì nó đã lấy hết rồi. Có được ba củ ngon ngon này là lấy sau coi to đùng ở bờ đường kìa. Cây vướng đường đi. Được ba quả đấy. Quá tuyệt vời mọi người ạ. Đấy, như này là chú cháu mình đã ăn mấy bữa. Hôm nay thì Đồng Hải sẽ bỏ ý định đi lấy măng nứa nữa, để măng nứa để hôm khác. Hôm nay lấy măng này là tha hồ ăn rồi. Đang hết rau mà đường lầy không đi xuống dưới kia được. Đang bận trồng ngô nữa.